Trong đêm nay và sáng ngày mai, không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường trở lại, nên ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, nên nhiệt giảm, trời rét. Khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 12 cho tới 15 độ. Vùng núi từ 8 cho tới 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 16 cho tới 19 độ. Dự báo do không khí lạnh dồn xuống nên nhiệt độ ở Bắc Bộ tiếp tục giảm thêm. Từ đêm nay sang ngày 9 tháng 2, rét đậm rét hại không chỉ xảy ra ở vùng núi và Trung Du mà còn lan rộng ra cả khu vực đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Đợt không khí lạnh lần này không gây giảm nhiệt mạnh mẽ ở khu vực miền Trung, nhưng từ ngày mai cũng khiến cho các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện mưa và mưa nhỏ. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời rét với nhiệt độ giao động từ 13 cho tới 21 độ. Càng vào phía Nam, nhiệt độ càng có xu hướng tăng lên, 22 đến 26 độ ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi. Khu vực Nam Trung Bộ bao gồm các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận, đêm nay có mưa vài nơi. Ngày mai trời nắng nhẹ với nhiệt độ giao động từ 22 cho tới 31 độ lùi xuống vùng cao Tây Nguyên, đêm nay và sáng sớm mai trời rét, ban ngày có nắng, nhiệt độ giao động từ 26 cho tới 29 độ. Đến chiều tối, ở phía đông các tỉnh như là Đắk Nông và Lâm Đồng có thể xuất hiện mưa rào và rông. Nơi có nền nhiệt cao và nắng nhiều nhất trên cả nước vẫn là ở Nam Bộ. Đêm nay không mưa, ngày có nắng với nhiệt độ giao động từ 22 cho tới 34 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ như là Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh có thể đạt trên 34 độ. Về chiều tối có thể xuất hiện mưa rải rác ở các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ như là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Chuyển sang thời tiết trên biển, trên hầu khắp khu vực biển Đông trong đêm nay và ngày mai thịnh hành gió đông bắc ở cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6. Các khu vực phía bắc trời phổ biến là ít mưa. Riêng khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có mưa rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của lợi áp cao lạnh lục địa tăng cường. Thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, rét đậm, nhiệt độ giao động từ 13 cho tới 17 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng được dự báo là trời nhiều mây, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3. Đêm có sương mù, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống còn dưới 1 km trong sương mù, trời rác đậm, nhiệt độ từ 13 cho tới 16 độ.